Ở thời điểm hiện tại, với sự lên ngôi của những chiếc ghế hay những hãng ghế gaming giá rẻ, thì cái việc sở hữu cho mình một chiếc ghế gaming tốt nó không còn quá là xa vời với mọi người nữa, khi mà chỉ cần bỏ ra đâu đó từ khoảng 2 triệu đến 3 triệu hoặc là thậm chí cao hơn một chút là 3,5 triệu. Với những cái tên của các cái hãng đấy như là Ace Gaming hay là Edra đang nổi đình nổi đám thời gian gần đây, thì chúng ta đã không còn phải tích góp hay là nhịn ăn quá nhiều để sở hữu một chiếc ghế gaming tốt. Điều này thì không làm lung lay đi vị thế của những ông lớn trong làng ghế gaming, ví dụ như là DX Racer, AK Racing, Noble Chair hay là Secret Lab, nhưng đã phần nào làm mất đi thị phần nho nhỏ của những ông lớn này. Bắt kịp xu hướng ghế gaming giá rẻ chất lượng cao, thì ở thời gian gần đây, AK Racing đã có một cái động thái vô cùng là gần gũi với người tiêu dùng và mặc kệ đi trời nóng. Đó là đã giảm giá một cái mã ghế của mình từ hơn 7 triệu đồng xuống chỉ còn hơn 5 triệu. Và với 5 triệu đồng cho một con ghế vô cùng chất lượng, đó là con ghế mình đang ngồi đây, thì mình có thể khẳng định và cam đoan là đây là con ghế vua ở phân khúc 5 triệu. Và tại sao mình lại nói như vậy, hãy cùng tìm hiểu trong video này. Đầu tiên thì về thiết kế, chúng ta sẽ có một cái thiết kế chung nhất của dòng ghế gaming. Sẽ có lưng cánh bướm này, có đệm đầu, đệm lưng và các chi tiết khác như là tay, ghế tay 4D hay là lên xuống các thứ, không có gì khác biệt. Tuy nhiên thì ở con ghế này chúng ta sẽ có chất liệu da PU cao cấp. Ngoài ra, các cái đường chỉ như các bạn có thể nhìn thấy đây hoàn thiện rất là tốt, không hề bị dại các cái mối khâu. Khung và pallet của ghế thì đều được làm bằng kim loại vô cùng chắc chắn. Và với sự chắc chắn này thì ngoài là một con ghế gaming, các bạn cũng có thể sử dụng con ghế này cho mục đích khác nữa. Về phần hoàn thiện đệm của con ghế này thì AK Racing sử dụng memory foam cho sản phẩm của mình. Và với cái giá 5 triệu đồng ở thời điểm hiện tại thì không có một con ghế nào trên thị trường có cho mình memory foam. Và chỉ ở trên cái mức là trên 8 triệu đồng thì chúng ta mới có những cái chiếc ghế sử dụng memory foam. Thì nói về memory foam một chút thì điều đầu tiên đó là memory foam có cái tuổi thọ cũng như là độ bền sử dụng cao hơn rất là nhiều so với những cái đệm mút thông thường. Ngoài ra thì cái độ lún của nó cũng rất là vừa phải, không bị lún quá. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến cột sống lưng của các bạn khi mà ngồi làm việc trong một khoảng thời gian lâu dài. Và như các bạn đã biết thì, hoặc là có thể chưa biết, thì ghế gaming được sản xuất ra với mục đích là để giúp các bạn ngồi chơi game hay ngồi làm việc được lâu hơn. Và cái chất lượng đệm là cái mà ảnh hưởng trực tiếp đến yếu tố này của nhà sản xuất. Để chia sẻ một chút về bản thân thì mình là một người có vấn đề về cột sống. Cụ thể hơn thì mình bị lệch cột sống thể nhẹ, cho nên là mình rất là quan tâm hay là rất là khó tính khi mà lựa chọn những chiếc ghế gaming. Và ở con ghế AK Racing này thì mình cực kỳ ưng với chất lượng đệm của nó. Khi mà mình ngồi xuống ấy, thì cái cảm giác đệm rất là chắc chắn, êm nhưng mà không bị lún quá. Điều này cộng với cái chiếc kê lưng đằng sau cũng được hoàn thiện bằng memory foam. Và như các bạn có thể nhìn thấy ở đây, nó vô cùng ôm vào lưng mình. Thì như vậy cái lưng hay là cột sống của mình sẽ được ở một cái tư thế thoải mái và không bị ảnh hưởng nhất. Điều này cũng đồng nghĩa việc mình có thể ngồi chơi game hay là ngồi làm việc được rất là lâu. Về phần đệm đầu thì như các bạn có thể nhìn thấy ở đây, AK Racing đã thiết kế cái phần đệm đầu vô cùng là vừa phải và bo với cổ, và mình có thể nằm ẩn ra mà không hề có cảm giác bị cộm hay là bị vướng gì cả. Cái mình muốn nói tiếp theo là phần kê tay. Chúng ta sẽ có một cái kê tay 4D, tức nghĩa là lên xuống điều chỉnh góc kê tay tùy theo ý của chúng ta. Nhưng mà đặc biệt hơn nhé, là ngược lại với cái đệm ngồi thì cái phần kê tay được thiết kế cực kỳ êm để đảm bảo cho việc ngồi lâu, khuỷu tay của các bạn sẽ không bị ê và đau khi ngồi làm việc. Và mình rất hài lòng với cái kê tay này của AK Racing. Mình không rõ cái chất liệu cao su mà AK Racing sử dụng trên cái kê tay này là gì, nhưng mà cái độ êm thì hơn hẳn rất là nhiều những con ghế ở phân khúc trên 7 triệu. Tiếp đến thì con ghế này có khả năng ngả 180 độ mà không hề sợ bị lật ra đằng sau, và cái độ cân bằng của nó cực kỳ tốt. Và cái lúc hồi lại góc thì con ghế này không bị gập quá là sốc như những con ghế gaming giá rẻ mà vô cùng mượt. Và dưới cùng đây thì chúng ta sẽ có chân ghế bằng kim loại và nó rất là dày luôn, nên anh em có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Mình có thể dùng một tay để đẩy ghế đi hay là kéo ghế lại, thì điều này có nghĩa là bánh xe vô cùng linh hoạt và mượt mà. Tất cả những chi tiết trên đều rất là đỉnh ở cái tầm giá khoảng 5 triệu đồng này. Tuy nhiên thì có một điểm mình không hề ưng một tí nào, đó là cái độ cân bằng của nó chưa thực sự hoàn hảo. Khi mà chiếc ghế này có khả năng bị lật ra đằng trước, thì khi mà các bạn ngồi ở mép ngoài cùng của ghế với cái hướng bánh xe như thế này thì nó sẽ lật. Nhưng đây là một cái lỗi vô cùng nhỏ, và với cái tầm giá như thế này chúng ta hoàn toàn có thể chấp nhận được. Và có một thực tế là chả ai ngồi như thế cả, đúng không? Và đó là tất cả những gì về con ghế vua ở phân khúc 5 triệu đồng này. Và các bạn thấy mình đánh giá như vậy có đúng không? Hãy để lại bình luận ở phía dưới. Đừng ngần ngại mà để lại một like để ủng hộ cho chúng mình. Cũng như đừng quên bấm subscribe và hình cái chuông phía dưới để có thể theo dõi những video mới nhất. Mình là Vinh Tokuda, phóng viên Sàm Sàm tại Hà Nội Computer. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những số video tiếp theo.